Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục đến cái phần mà chúng ta sửa cái sản phẩm mà do quản trị post lên. Thế thì hôm trước chúng ta đã làm đến đăng nhập rồi và đã đăng sản phẩm, thì hôm nay chúng ta làm một cái sửa. Thì các bạn chú ý là chúng ta vào cái phần upload sản phẩm. Đấy, thì chúng ta xong vào shopping, chúng ta sang phần upload sản phẩm. Chúng ta nhìn vào đây, chúng ta thấy là phần upload sản phẩm của chúng ta. Đó, chúng ta nhìn thấy nhé. Ở đây tôi làm một cái kép, có nghĩa là nếu sửa bằng đúng thì nó sẽ hiện ra những cái dữ liệu cũ. Đấy, được đặt ở trong các control box ở trong form. Còn nếu không thì nó lại nhập cái mới, tức là control box của chúng ta sẽ không có cái gì cả. Ví dụ như input này, vân vân, hình ảnh nó không có gì. Đấy, nó chỉ hai phần thôi. Nếu không, đây, if else, if else thì sẽ ra cái form đó. Còn ở dưới thì vẫn là cột mấy hàng của cái bảng. Thế là các bạn chú ý cho tôi là đây là ghi sản phẩm là nhập mới nhá. Chỗ này là form này là gọi ra một cái thủ tục mới. Khi mà chúng ta chọn action thì nó ra đây. Thế còn chỗ này thì nó sẽ ghi sản phẩm sửa. Chúng ta đặt tên một cái tên là nó chỉ có thêm chữ sửa. Đấy, thêm chữ sửa. Thì cái này của chúng ta sẽ trở vào trong router. Trong router. Đó. Ghi sản phẩm sửa cho các bạn nhìn nhé. Rồi các bạn nhìn đây. Ghi sản phẩm sửa. Đấy. Ghi sản phẩm sửa này. Đăng sản phẩm này, ghi sản phẩm sửa này nhá, chứ không còn nhập sản phẩm, ghi sản phẩm. Đây là ghi sản phẩm thường, còn đây là ghi sản phẩm sửa. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo cái thủ tục là ghi sản phẩm sửa. Chúng ta chọn public function ghi sản phẩm sửa nhé, ghi sản phẩm sửa, viết liền luôn được. Đấy, các bạn sẽ đây. Thế thì ghi sản phẩm sửa nó sẽ gọi ra như nào thì đây chúng ta ở router nhé. Đó, ghi sản phẩm sửa. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem nhé. Chúng ta sẽ thử xem echo. Ghi sau sửa. Đây là một câu lệnh để kiểm tra xem nó gọi đúng ra chưa. Gọi đúng ra chưa. Đó. Thì bây giờ các bạn chọn chạy lên nhé. Tôi chọn localhost shopping. Đây, ta vào phần gạo rau sạch nhé. Trong rau này ta có hai sản phẩm rồi. Bây giờ ta muốn sửa là ấn thêm nút này xem nó chạy ra không nhé. Này chạy ra đây. Bộ ta cho vào rau 5, 6, 7, 8, 9 để sửa này. Ghi vào đây, ghi sau sửa. Đấy, nó đã gọi cái hàm ra rồi. Các bạn nhìn thấy nó gọi hàm ra rồi. Vậy thì ta sẽ xây dựng cái hàm này. Ta sẽ xây dựng này. Rồi bây giờ ta xóa nó đi. Nào bây giờ chúng ta sẽ lần lượt nhé. Tôi khai báo là item là một cái mã cũ của sản phẩm. Ta đặt nó như thế thì ta giữ lại cái cũ, và ta thêm cái mới thì ta sẽ bằng request get var là item cũ code cũ.
Thì cái này nó ở đâu? Cái này nó chính là ở chỗ này. Đây, chính chỗ này anh em tôi chọn cho các bạn này. Đây. Tôi sẽ đặt tên một cái là item code cũ. File. Item code cũ. Đây. Một cái hidden này là tôi lấy cái cũ tôi giữ lại. Các bạn nhìn nhé, các bạn không phải lo lắng. Các bạn cứ chọn kiểu hidden, các bạn giữ cái item code cũ vậy. Còn item code mới đây. À, code mới thì là cũ nó hiện ra, mới ra xưởng thì xong thì nó một cái mới. Tức là đây chính là item code cũ. Code cũ, item code cũ nhá. Đây là cái hiện tại, đúng không? Đấy, cái này mà nó hiện ra cái cũ nhưng mà ta chưa sửa, sửa xong thì nó mới về được. Đấy, thì chúng ta chú ý thế. Vậy thì chúng ta sẽ phần vào đây. Nào bây giờ chúng ta tiếp tục này. ID category bằng zip request, rồi chúng ta cho ghép ra, ghép ra và chúng ta ghi đây là ID category. Đấy. Bạn chờ tới bật bóng điện lên ngân sàn. Tiếp tục. Item kết, ta lại tạo một biến mới nhá. Item code. Item code này. Item code này tôi cho là code mới. Bằng zip request. Yes. Và ta cho nó lên là item code. Item name là cái tên của mặt hàng. Tên mặt hàng người ta khai trong bảng đấy. Đây là kiểm tra có đúng không? This why. Phải. Item. Tiếp theo item code required, đúng không? Bây giờ tôi chỉ làm đơn giản thế, còn các bạn có thể làm theo các ký tự bên trong theo cái framework nó hướng dẫn,
các bạn có thể yêu cầu đúng ký tự như thế nào các bạn sử dụng. Đấy, chúng ta chỉ cần làm đơn giản để cho nó kiểm tra. Rồi, các bạn làm như thế nhá. Nếu mà đúng như này, nếu đúng như này thì là nếu mà không đúng, đấy, không đúng nha, nếu mà không đúng ta phải cho thêm như này thì tôi sẽ đưa nó trở về trang xem sản phẩm, tức là chúng ta sử dụng hàm redirect. Đấy, chúng ta sẽ làm, tôi sẽ làm task đường dẫn bằng bay URL. Path là bằng đường bay URL nhé. Thế nào nếu chúng ta xem nó còn báo lỗi này. Chỗ này lỗi. Xong rồi tôi sẽ cho redirect là return redirect. Đấy, xong các bạn tu vào đâu, tu pass trước, chúng ta phải nối chuỗi pass. Rồi các bạn chấm cho tôi, chấm trên chúng ta ghi là nhập sản phẩm, đưa về cái trang nhập sản phẩm. Đó, nhập sản phẩm và chúng ta cho ở đây nối với cái form, với một cái biến là ID. Kết to đi. Đây, nó đưa về đây. Thì các bạn thấy là redirect của chúng ta làm rất là tốt đúng không? Đây, chỗ này nó phải, nó khác với PHP thuần. Đấy, quay về đây. Thì còn bây giờ chúng ta sẽ làm lệnh nếu không, nếu đúng. Đây là lệnh thật, làm thật vào. Rồi, nếu đúng nha các bạn, thế là nếu chấp nhận được, nếu sửa đúng. Đó, các bạn đi chỗ này là nếu sửa đúng thì nó làm cái gì? Đầu tiên là sẽ lấy cái file ảnh, file bằng zip get file. Đấy, đây là unit nha, file tên file thì các bạn cho nó bằng tên file đấy, các bạn cho bằng là file, lấy ra cái thuộc tính name, get name. Đó, file xong các bạn lấy ra được cái thuộc tính name nhá. Rồi tiếp tục này, đường dẫn, đường dẫn, đây là đường dẫn về cái chỗ thư mục upload này. Đây, đó, thư mục upload chỗ này nhé, upload product. Thì tôi sẽ vào, tức là tất cả những ảnh mà chúng ta tải nó sẽ được lưu về đây, lưu trong thư mục này. Còn nó truy xuất thì thông qua tên tag ở trong
kiểu text ở bên trong database, thì các bạn sẽ cho nó vào bằng upload 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 đó. Đấy, các bạn cho vào đây. Đây là chúng ta ghi đánh dấu này thì cho dễ nhá. Kết thúc kiểm tra đúng. Chúng ta làm như thế nên nó nhầm lại mình lắm. Mình là chúng ta rất là khó cho lên, đúng không các bạn? Đấy, rồi. Bây giờ các bạn sẽ làm một lần ít kiểm tra file chuyển có đúng không? File này Ivanic, tức là nếu đúng và không phải file đã được chuyển, dấu chấm than nhé, và file has moved. Đấy, các bạn phải làm cái việc này. Tức là nếu mà file đúng và file không phải file chưa được chuyển thì chúng ta sẽ làm cái gì? Đó. Tôi xem nào, đây là move. Nếu file đúng đúng đến đây rồi, cái này bỏ này đi một cái rồi, ok, thì nó sẽ chuyển vào file mu rồi chúng ta path. Cái path 1 là path redirect nhé, còn path 2 là path về hình ảnh. Các bạn chờ chú ý cái phần path trong bậc hai này, upload này nó trừ đây, nó mu vào đây, chuyển cái ảnh của chúng ta vào đây. Đấy, còn bây giờ là ta xử lý tên file. Hết cái phần chuyển rồi thì bây giờ ta phải lấy cái tên file, đúng không ạ? Rồi if mở ngoặc ra tên file nhé các bạn nhé. Tên file tôi khôn là tôi lấy từ lúc nó chưa chuyển, đến lúc nó chuyển rồi thì nó mất. Là tôi sẽ lấy lúc nó chưa chuyển là tên file. Sau khi chuyển rồi, tức là tên file được lưu vào biến đệm tên file. Tên file đấy, mà nó khác rỗng, tức là khác ký tự rỗng, đúng không? Nếu tên file mà khác rỗng thì tức là file được đúng rồi đấy. Đấy nha, dấu than và một cái này dấu bằng là dấu khác, các bạn chú ý cho tôi. Đó, nếu tên file khác rỗng, rồi tôi ghi nếu tên file khác rộng, thế là gọi là khác MP đấy. Nếu tên file khác rộng thì đường dẫn đầy đủ để lưu vào cơ sở dữ liệu, ta đặt một cái đường dẫn là full path bằng path nhé. Tiếp theo này, path là cái đây rồi, upload đây rồi, bây giờ nối thêm cái tên file vào nữa. Các bạn hiểu chưa, tên file là tôi lấy ra từ getName này và tôi nối vào tên file chấm, nối thêm một cái này, phân cách thư mục và tên tập tin. Đấy, các bạn làm như thế nhá. Tên file phân cách thư mục một tập tin. Và bây giờ cuối cùng là ta đã xong, full path là xong rồi. Bây giờ ta sẽ làm như là phần trên. Đấy, ta copy ở phía trên xuống. Các bạn chú ý copy ở phía trên này xuống. Đó. Ta copy lấy cái mạng này.
quy xuống. Rồi, ta kiểm tra nhé, cái này thường có kệ nào. Full path đây. Full path là tên của cái ảnh của chúng ta bằng full path ở đây. Đấy, có rồi. Rồi bây giờ ta gọi cái thủ tục gọi con trò về model để nó ra, để nó làm với việc. Bây giờ controller nhé, controller bắt đầu gọi cái model ra. Đấy, thì chúng ta sẽ có gọi kia ra zip product pointer. Rồi bây giờ update. Đã update sản phẩm. Update. Update bây giờ chúng ta sẽ có where và data. Phần where của chúng ta là chúng ta sẽ làm một cái mảng. Mảng này chúng ta chọn item code. Nha, yeah, item code. Đây tôi cho một cái mảng trực tiếp luôn. Phẩy ở đây là data nhé. Data là cái mảng này được truyền vào. Bây giờ cái where này, where này bây giờ tôi cho là item code cũ, tức là để nó bằng với cái item code cũ mình lấy ra, mình đệm trong hidden rồi, bây giờ mình lấy ra để mình làm điều kiện. Item code cũ, item cũ. Đấy. Item code cũ. Item cũ đây. Rồi, ok. Đấy. Rồi. Và qua cái lệnh này nó sẽ update sản phẩm vào. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển nó về, sau khi update xong thì hiện lên thư mục. Chúng ta ghi đường dẫn. Đường dẫn mới bằng bay. Ta cũng duy tên tu. Các bạn nhìn thấy là một cái framework này rất là hay đúng không? Tu bây giờ chúng ta sẽ như là đường dẫn. Rồi. Đấy. Và chúng ta sẽ đi sang phần nhập sản phẩm. Nhập. Và chúng ta chỗ này, cái này. Nhập sản phẩm. Chúng ta chỗ này là ID. Đấy coi. Rồi bây giờ chúng ta thử nhá, thử xem nó đúng nhá. Đấy, chúng ta lấy cái tên file là biến đệm để lấy ra trước khi di chuyển vào thư mục. Và các bạn thân mến, là vì tôi đang ghi cho nên là nó sẽ hơi chậm một chút. Vì nó cái phần mềm ghi nó chiếm nhiều trong bộ nhớ. Local Hub Shopping. Còn bình thường nếu mà nó chạy một mình nó thì rất là nhanh. Đây bây giờ ta vào sửa loại rau nhé. Các bạn chú ý là đây là ta vào phần sửa sản phẩm của từng loại. Cái này để sau ta trang trí xong. Đấy. Rau trước nhá. Sửa để ta kiểm tra xem phần rau cỏ đúng chưa. Đây rau này, rau 3, 4, 5 to thứ nhá. Bây giờ ta chọn sửa cái nào được, sửa rau 1, 2, 3, 4, 5 đi.
Tôi cho chữ in thường thì chữ in hoa nhá. Rau, rau đây là rau CR17 chẳng hạn, đúng không? Rau sạch Đà Lạt thì bây giờ mình ghi là Nha Trang. Và bây giờ ghi này, tức là đây chúng ta kiểm tra xem nó sửa thôi, chúng ta không quan trọng là nó là địa danh. Chúng ta ghi là rau sạch Nha Trang. Đấy, kích thước ở đây là 20 kg. Sau này các bạn dùng cái này, các bạn có thể đạo bán hàng máy tính, điện thoại vân vân thoải mái. Rồi chúng ta sẽ làm một cái quả là nhập chi tiết nữa, nhiều ảnh. Đấy, thì hôm nay chúng ta nhập cái này vào. Rồi ta ghi nhá, chúng ta chú ý nhá, lúc đấy là rau Đà Lạt này, 15 này, rau 124 nữa, ta ghi vào. Đây, nó đã sửa xong. Đấy, sửa xong. Các bạn nhìn thấy nó sửa xong chưa? Đó. Ngon lành hình đào đúng không? Bây giờ chúng ta thử xem view của nó nhé. Rồi, bây giờ chúng ta vào public lại, chúng ta xem rau nó ra cái gì. Xong. À, public. Rồi, bây giờ chúng ta nhập vào rau nhé. Chưa có cái này, hai cái này chúng ta sẽ làm sau để nó hiện lên cái sản phẩm rau. Ở đây là một cái form tôi đã tạo, tức là một cái trang đã tạo thì gồm có các slider, nhưng mà chúng ta chưa đưa ảnh lên đây. Đấy, chúng ta add to cart này, rồi chúng ta đi theo này. Cái này chúng ta làm ở trong các bạn vào trong Bootstrap Studio các bạn tạo nhé. Đấy, để các bạn gắn vào. Thì cái phần trang này tôi sẽ dạy xong trong bài sau. Dạy trong bài sau. Thì bây giờ hôm nay chúng ta đã làm được xong cái sửa. Tôi chúc các bạn có một buổi học cực kỳ thoải mái và hạnh phúc. Và các bạn theo dõi sát sao cái bài của tôi. Chúng ta chú ý chỗ nào không hiểu thì dừng video lại và ghi chi tiết vào. Tức là chúng ta sẽ tách cái phần ghi sửa và ghi mới riêng rẽ nhé. Ghi sản phẩm và ghi sản phẩm sửa. Chúng ta còn phải làm một cái bài xóa nữa. Nhưng mà thôi, hôm nay bài nó hơi dài, tôi dừng ở đây. Chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc.